Xin chào các bác. Hôm nay tôi sẽ khoe các bác cái cây sung mới mua. Nhìn cái là thích cái dáng, cái thứ hai là quả. Sung thì nhiều, sung thì về cơ bản là rất là nhiều. Nhưng mà để cái dáng mình ưng và cái quả nó ưng thì cũng không có nhiều đâu các bạn. Đấy, sung thì ngày nào cũng gặp ngoài chợ, thậm chí ngoài đường rất là nhiều, rất rẻ. Nhưng để cây mà mình ưng thì nó ít. Thì cây này thích. Tất nhiên giá trị của nó thì không thể nào mà nó nhiều, nó sốt xình xịch như xanh gì hết được. Nhưng mà nó là một cây bonsai rất là hay. Theo tôi đánh giá nó rất là hay. Nó, thứ nhất là dễ sống, thứ hai là nó có quả, nó sung túc và nó nhiều ý nghĩa. Đấy, thì còn xanh chi thì là nó sốt, nó sâu sắc, nó sâu xa hơn rồi. Đấy. Và để một cái sung mà nó có chân bệ thành vách như xanh si thì nó ít. Đấy, mỗi cây một dòng nó có một cái ưu thế riêng. Thế còn để chơi mà sung túc mà phong thủy thì sung là nhất rồi. Sung là nhất rồi. Đấy. Kể cả các bác mà chơi mà không có am hiểu nhiều dáng thế thì cứ thấy có quả là mê rồi. Quay trở lại cây này. Cây này lấy ngoài chợ các bác, lấy của Hưng ngoài chợ. Cây này thì đầu tiên là về nó bắt mắt ở cái quả. Còn cái dáng nó thì nhìn thấy là mình đang muốn ở trên cái chậu này nha các bác nhé. Thì cái mùa này thì em cũng muốn ngại không nhấc ra, nhưng mà cây này sẽ là một cây song hoành nó như này này. Song hoành. Ôi nặng. Song hoành. Nó sẽ như này. Đấy. Và làm một cái khay đến chấm cái tán này, khay bầu dục hoặc là chữ nhật gì cũng được, đại loại là khay có thể đựng được nước và để cho cái mặt này nó chiếu thủy chiếu xuống ao ấy. Như ngày xưa mình ở ao, bờ ao hay có những cái sung mà mình trẻ con hay cứ trèo leo xong dần dần già nó cứ xà ra mặt ao ấy. Đấy, thì đang muốn làm cây này là như thế. Và nó có quả từ gốc lên ngọn, rất là thích. Đấy, chia sẻ các bác rất là hay, rất là thích. Đấy, và những cái dăm quả nó rất là nhiều. Đây các bác, thân bệ nó cũng có, nó bệt, nó rất là bệt. Và tôi trồng nổi lên nó sẽ rất là khác. Đây là có cái tay, cái rễ này nó rất là quái, kiểu như cái tay cầm luôn ở đây. Nhấc cái lên này. Đấy, nặng, không lên được. Đấy thì để sang xuân các bạn. Để sang xuân tôi sẽ, nếu mà không nhấc được cái bầu lên táng vào cái chậu này vứt đi mà. Hơn trăm bạc cái chậu này chứ mày. Đấy, táng vào cái chậu này xong lấy một cái phần đất bấy nhiêu thôi. Trồng cái phần bệ này nó nổi lên trên mặt chậu nhé. Lấy thêm bao nhiêu đất để nguyên bầu này đặt lên cái khay. Có thể làm tiểu cảnh cái gì tùy, đắp rêu là hay nhất rồi. Đấy, và thả nước. Hôm sung thì đã có quả rồi mà không có duy trì thả nước thì quả nó bền mà nó ra quả thường xuyên các bạn. Đấy, quả chín từ gốc đến ngọn này. Quả đây. Đấy. Tạm gọi là cây song hoành đi. Đấy. Cũng không đúng lắm nhưng mà nó gọi là cây xà mặt ao, cây chiêu thủy. Thân này là sẽ là thân hoành rồi. Thân này thì nó có ngóc lên. Đấy. Nó rất giống một cây sung ở bờ ao, bờ hồ ngày xưa mà các bác. Trẻ con cứ trèo lên đây xong rồi qua năm tháng nó xà ra, nó cứ là ra mặt ao xong rồi cứ đứng đây tắm không nhảy lộn xuống nước ấy. Các bác. Tuổi thơ tắm sông tắm ao và ghê là khác làm. Rồi các bác, hôm trước mua cái này mà hôm Việt Nam đá thì hôm đấy mua thì bảo là hôm nay Việt Nam chắc chắn sẽ thắng đậm bởi vì rất là nhiều sung. Thế mà thắng đậm thật 3-0. Đây, các cây này nó là cây đẹp các bạn, nó đẹp, nó là cây đẹp. Đây, cái rễ này là quái đây, rễ này quái này. Đấy, với cái mặt này nó cũng bệt,
à, như cái tay cầm này, rất là kỳ quái. Đấy, mặt này quả quả mà sau nó có cái làn nước ở dưới này, nó buông lủng lẳng xuống nước cũng hay đấy. Cũng hay đấy. Đấy, mình có cái ý tưởng trong đầu là mình muốn sở hữu ngay. Đấy, các bác. Cái dự cái chân máy lên, tôi cắt lá ở bên này tí các bác nhé. Như vậy thì các bác, cây này thì nó ổn định rồi nên là ổn định cả chậu lẫn dăm rồi, xin là nó cũng không có ý phá thế nhiều đâu các bác ấy. Đấy, còn mình cứ để tự nhiên này, càng nhiều dăm thì sau càng nhiều quả thôi, không thích chỗ nào thì bấm đi thôi. Đấy các bác. Đấy. Đấy các bác thấy không, khi nào mà làm được cái khay ấy, để hạ nó thấp xuống tí nữa cho cái thân này đúng là thân hoành bằng ngang song song với mặt nước. Đấy. Cái này em đang để trong cái chậu nước mà. Nước đến đây mà. Đấy, nó ướt này, dấm nước này. Đấy, ưa nước lắm. Xuống ưa nước lắm. Chân bệ đây. Vừa mới nhổ mấy cái cỏ dính rồi đây.
lúc nào cũng rất là ẩm các nhé. Sung lúc nào cũng rất là được ẩm, vừa ẩm vừa nước. Cầm ngay sách đi chơi. Bộ răm đấy các bác nhìn, lồm nhồm nhồm là ra quả đấy các bác nhé, vừa là lộc mà vừa là quả đấy, đây các bác nhé, nó xen kẽ mà. Đấy, đây là lộc lá xen lẫn nước quả, như ví dụ như quả này nó tòi ra đây. Đấy, còn chứa là gốc mình sẽ cố gắng nuôi những cái chùm quả ở đây để buông xuống nước và xung quanh gốc nó sung túc. Tôi cho rằng là nhiều bác cũng sẽ thích cái cây này, nhiều bác cũng sẽ thích cái cây này. Từ trên xuống phát, tất nhiên quay nó không thể hết được những cái góc vì nó là một cây hoành, nó khá là dài, cho nên là xem cây mà thấy ổn ổn là cứ phải xem thực tế các bác. Khi nào tôi trồng cái cây này sang xuân tôi trồng thay khay thì lại quay các bác xem. Đấy, rồi thế thôi, cảm ơn các bác nhé.